Xin chào các bác, ngày hôm nay thì anh em mình đang có mặt tại miền Trung nhé các bác. Vượt khoảng cách gần 1.000 cây số thì anh em mình tới thành phố Huế rồi các bác. Đây là những cái tổ ong bò vẽ vừa được anh em mình khai thác. Anh em mình vừa đánh xong những cái tổ bò vẽ này, các bác có thể nhìn thấy này. Cực kỳ là mẩy luôn nhé các bác nhá. Đây này, cái tổ này trọng lượng của nó phải rơi vào tầm khoảng 1 cân trên 1 cân. Đấy, nó rơi vào 3 tầng nha các bác. Này, các bác thấy ong mẩy ong này. Tổ dưới này thì to hơn một chút, còn tổ bên này này, tổ bên này nó rơi vào gần 2 cân nhé các bác. Thì với những cái tổ ong bò vẽ này ấy, thì vừa được anh em mình đánh xong thì nó ở rộng, hơi rộng một chút cho nên là em không quay. Bây giờ thì có một cái tổ ong bò vẽ nó nằm ở khu vực phía đằng ngoài kia ấy. Nó ở quang đãng thôi, nó ở khu vực bờ ruộng thôi. Thì em sẽ đánh cái tổ ong bò vẽ đấy và quay lại cho các bác cùng xem cái tổ ong bò vẽ đầu mùa ở khu vực miền Trung này nó to như nào nha các bác nhá. Bây giờ thì đang chờ anh Bắc một chút. Anh Bắc thì đang đánh một hai cái tổ nhỏ nhỏ ở khu vực đằng bên kia các bạn. Nói chung là một hai cái tổ nhỏ nhỏ đấy thì nó cũng ở rộng cho nên là anh em mình cũng không quay. Lát nữa xuống khu vực phía dưới thì kiểu có một cái tổ mà vừa được anh em mình tìm thấy rồi ấy, nó nằm ở ngay sát bờ ruộng ấy. Thì em sẽ quay lại cái tổ đấy cho các bác cùng xem nhá. Đây này, ở trong này thì anh em mình được 5 tổ rồi. Đây một tổ, hai tổ, ba tổ, còn hai tổ nằm bên dưới nữa. Đây xe máy của anh em mình đây. Cả cái giá hàng này thì được anh em mình nói chung là anh em mình đi hai người một xe các bạn, cho nên là phải buộc thêm cái giá này này để đặt cái thùng xốp này lên đằng sau nha các bác nhá. Xe này thì được anh em mình đưa vào từ ngoài Bắc vào luôn. Đó. Bây giờ thì em sẽ chờ đợi anh Bắc một chút, sau đó thì sẽ ra khu vực phía ngoài kia đánh một cái tổ bò vẽ và quay lại cho các bác cùng xem sau nhá. Ok. Đây nha các bác, đây này, đây là cái tổ ong bò vẽ nha các bác nha. Đây là một trong những cái tổ ong đầu mùa và là một trong những cái tổ ong khá là to. Ngay lúc này thì ong đã đang bắt đầu chui ra rồi các bạn. Đó. Đây các bác có thể nhìn thấy rõ ràng hơn đây này. Đấy. Ong lúc này đang bắt đầu bay ra nha các bác nha, tại vì nó thấy cái mùi áo bảo hộ của mình ấy. Đó, bắt đầu rồi. Đó, các bác có thể nhìn thấy nó đang ra tấn công khá là nhiều rồi. Ra rồi. Đó. Nó tấn công khá là mạnh nha các bác. Đây này, các bác có thể nhìn thấy này. Cận cảnh tổ ong ngay lúc này đấy. Nói chung là đây khá là hung dữ nha các bác này. Ong vào. Cái quạt của mình có vấn đề rồi các bác. Ong nó chui luôn vào trong quạt rồi các bác. Nó làm cái quạt của mình không còn hoạt động được nữa rồi. Đây. Cái tổ này phải tầm khoảng 1,5 đến 2 cân nha các bác. Đây là một trong những cái tổ ong đầu mùa, nói chung là nó phát triển. Đây này, ong cực kỳ nhiều luôn. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành lấy tổ ong này luôn nha các bác nhá. Đây thì nó ra cố khá là chắc nha các bác. Đây có rất là nhiều cái cây nhỏ nó xuyên qua tổ của nó này. Ôi. Đây rồi, bắt đầu thấy những cái tầng bìa của nó rồi đây này các bác này. Thank you.
giờ thì phải cắt hết những cây mà nó mọc dưới đáy tổ đi thì mới lấy được cái tổ ong này ra nhá các bác. Đây là các bác có thể nhìn đấy này, ở khu vực phía dưới đáy tổ này này, nó mọc xiên lên trên tổ luôn. Đấy. Cái này thì chúng ta sử dụng kéo thì nó sẽ dễ dàng hơn nha các bác. Sử dụng kéo thì nó sẽ không bị kìa, nói chung là tổ của nó sẽ không bị hỏng, nó sẽ không bị rạn nứt. Đây này. Đây các bác có thể nhìn thấy cận cảnh đây. Tổ ong như trước nó luôn các bạn. Đây này, cực kỳ to luôn nha các bác nha. Với cái tổ ong này thì anh em mình có được 3 bìa nha các bác. Ây à, khá là mẩy đây các bạn. Ui ui. Nói chung là em vừa cầm một tay quay còn một tay thì em vừa làm cho nên là nó hơi rung một chút nha các bác nha. Đây. Ui. Đây là tổ ong đây các bác đây. Tổ này phải có cân rưỡi đổ lên các bạn. Nói chung là đây là một trong những cái tổ ong đầu mùa được như thế này là nói chung là cũng là hàng khủng rồi nha các bác nhá. Là một trong những cái tổ ong to rồi. Tại vì bây giờ mới là chớm đầu mùa thôi. Nói chung là khu vực ngoài Bắc của mình ấy thì những cái tổ ong nó còn bé lắm, nó chỉ bằng cái bát con hoặc là bằng cái bát tô thôi. Nhưng ở khu vực miền Trung này thì đây các bác có thể nhìn thấy đây. Trọng lượng của cái tổ ong này thì nó rơi vào tầm khoảng cân rưỡi đến cân 7. Mình phải nói chung là mình đoán là tầm đấy. Ngay lúc này thì ong bắt đầu nó cũng không còn tấn công người rồi các bạn. Tại vì mình ngồi đây cũng khá là lâu rồi. Bây giờ thì em sẽ phải, nói chung là sẽ phải lùi ra khu vực phía ngoài luôn nha các bác nhá.